cháu muốn xem con lợn ở bên Trung Quốc nuôi có to không? 我想看看在中国养的大不大。 大，大，昨天卖的，一百八十多公斤啊。 Hơn 200 cân sao? 200多斤啊。 300多斤。 1, 2, 3, ui, 300 luôn. 360斤. 300 cân luôn. Ồ. Ồ, nhiều, nhiều lợn lắm, mọi người. Ồ, nhiều lợn vậy. Ồ. 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 Nhà cô nuôi bao nhiêu con vậy? Nhà cô nuôi bao nhiêu con lợn vậy? 你们家养了多少头猪啊? 30多头. Hơn 30 con. Ồ, hơn 30 con lợn. Đây. Xin chào quý vị khán giả thân mến trên kênh Tuấn Vlog. Chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Thì hiện tại em Tuấn đang có mặt ở bên nông thôn giáp biên giới Việt Trung. Thì mọi người ạ, thì ở đây là một nông thôn ở bên phía Trung Quốc, thì mình sẽ hỏi ở bên này xem người dân đây có thân thiện không nhé. Mình có máy phiên dịch này. Cho cháu hỏi đường về Hà Khẩu ở đâu? Hà Khẩu à? 让我问一下去河口的路在哪里？这里是从这边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 
đây có người Việt Nam không? Hello. Bạn hello. Có người Việt Nam chưa bạn? Rồi rồi, bây giờ đang xin vào nhà. Vâng vâng. Xin chào, cảm ơn. Ở đây cũng có người Việt Nam mọi người. Thì mình xả vào hỏi được thôi. Ở đây thì toàn có chó mọi người. Ở đây thì không thấy người dân nhiều sinh sống ở đây. Ở phía bên kia là biên giới thôi. Ở đây là một vùng nông thôn ở phía biên giới giáp Việt Nam và Trung Quốc, giữa bờ rào ấy, ở bên kia là bờ rào rồi. Nhưng mà ở đây thì ít người sinh sống đây, chỉ có những ngôi nhà ngày xưa rồi. Mình nghĩ là chắc người dân đây cũng di chuyển đi hết rồi. Đây thì ở đây hình như đây là một cái xưởng ngày xưa ấy mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển sang bên kia nhé. May mình không biết tiếng Trung thì mình cũng 18 tuổi rồi, mình cũng vừa học xong cấp 3. Năm nay mới là năm mình ra ngoài để đi làm ấy. Thì mình cũng có cái máy, mình cũng chưa học được nhiều tiếng Trung. Thì mình có máy phiên dịch này, thì mình sẽ dùng tạm cái máy phiên dịch này để mình tạm thời đồng hành cùng mình. Và sau này mình có học được tiếng Trung Quốc thì mình sẽ cải thiện bản thân mình dần dần. Đấy, thì sắp tới mình có một chuyến hành trình đi xuyên Trung Quốc ấy. Thì mong mọi người ủng hộ mình. Trung Quốc này cũng khá là rộng lớn ấy. Đấy, bản thân mình 18 tuổi mình cũng muốn đi khám phá ở bên phía Trung Quốc ấy. Đấy, mọi người ạ, đặc biệt ở đây thì mình cũng phát hiện ra một chiếc ô tô không có đầu luôn mọi người. Đây, cũng được bỏ, không được sử dụng nữa sao ấy. Bây giờ ô tô này ở trong này là được dự trữ mấy cái thùng ở đây này. Đấy, mình không biết mấy cái thùng này đựng cái gì, mình nghĩ là đựng dầu ăn hoặc là đựng một cái gì đó. Đây, đây là xe ba bánh cơ. Đây, không phải ô tô đâu mà là xe ba bánh ấy, có tay lái luôn đấy mọi người. Nhưng mà đây vẫn là xe này vẫn đi được, người ta mua về để người ta sáng chế ra thành xe ba bánh ấy mọi người. Đây là ô tô ấy, ô tô ngày xưa ấy mọi người, của bên Trung Quốc hay sao ấy mọi người, không có người sử dụng hay sao. Đấy, thì không ai ở đây, mình cũng không dám tùy tiện động vào. Kia thì mình có thấy một cô đang trồng làm cái gì kia, thì bây giờ mình sẽ thử xuống đấy hỏi xem nào. Đi. Đấy. Ở đây thì không biết là người đồng bào dân tộc gì sinh sống ở đây. Mình nghĩ là người Hán hoặc là người Mông ở bên phía Trung Quốc. Ôi, đặc biệt ở đây có con chó này. Chó xong. Xin chào. Cô ơi, cô đang làm gì ạ? Kinh Bất Tùng à? Đây. Cô cho cháu hỏi cô đang làm gì ạ? Cô có thể nói chuyện với máy này, nó khắc dịch. 你可以和你谈谈，这是不同的翻译。我听不懂。
Tôi nghe không hiểu. Không hiểu à? À, bởi vì cái đây là người nói tiếng Quang Hoàn. Những người trong nhà sẽ nói. À, vâng vâng. À. Vậy cô đang làm gì ở đây? Ui chú. Nên anh tại đây làm gì? Ta sao sử dụng chú chai ui chú. Đến món lợn luộc cho lợn ăn. À, cho lợn, lợn nuôi lợn đây ạ. À. Vậy cô có thể cho cháu xem lợn nhà cô được không? Nên anh đừng kêu của khăn khăn, nhìn chú mà. Nếu khăn của tôi chú khăn mà, chú vẫn nên chú khăn chú ra xa mẹ này. Không thể đi xem ở ngay phía dưới. À, không thể à? Ừ, chú ra xa mẹ. To à? Ta từ tối thêm mai đeo là. Cháu muốn xem con lợn ở bên Trung Quốc nuôi có to không? Tôi muốn xem con lợn ở Trung Quốc nuôi có to không? To, to, hôm nay. To. À, hôm nay mai đây. To. 180多公斤啊. Hơn 200 cân sao? 200多斤 à? 300多斤. Ui, 300 luôn. À, 360. 300 cân luôn. Ồ, 360 luôn. Vậy cô có thể cho cháu sẽ đi xem một chút được không? 那你能不能让我去看看? 哎呀，你要去看就看看什么啊？啊？走嘛，你要去看。啊， 走，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 走
được đi xem lợn mọi người ạ. À, đi xem lợn ở bên phía Trung Quốc người ở đây. À, cô cho cháu hỏi ở đây là người đồng bào dân tộc gì vậy? Đây là dân tộc Hán. À. Đây là đội một của nông trường Hà Khẩu. À, dân tộc Hán à. À. Vậy chuồng lợn của nhà cô ở dưới này sao? À, ở đây thì người đồng bào ở đây thì người dân ở đây sinh sống đây cũng giống như Việt Nam mình thôi mọi người. À, đi đi anh ơi, đi xem lợn không? Đi. À, có chó, có chó nhiều vậy. Ở đây là một cái. Cũng rất là sợ chó mọi người. Ở đây nuôi này, nuôi chó buộc ở đây để trông giữ chuồng chuồng lợn đấy. Nhiều lợn lắm mọi người. Nhiều lợn vậy. Nhà cô nuôi bao nhiêu con vậy? Nhà cô nuôi bao nhiêu con lợn vậy? Hơn 30 con lợn. Đây. Là những con to này thôi. Đây, tháng đây. Ở đây nhiều con lợn lắm. Mới chuồng có 1, 2, 3, 4, 5. To lắm. Ở Việt Nam, nếu mà nuôi lâu cũng có thể như vậy. Đây, cũng to lắm. Vậy cô có hay đi Việt Nam chơi không? Chào cô nhá, bye bye. Mọi người ạ, thì đây là một cái trang trại của người người Hán bên Trung Quốc giáp biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Thì người dân ở đây, cái gì kia vậy? Thì người dân ở đây thì người ta vẫn vẫn sang bên biên giới ở thôi, chứ người ta không phải sinh sống ở đây, người ta chỉ ra đây để chăn nuôi và trồng trọt ở đây thôi, chứ người ta không sinh sống ở đây, người ta sinh sống ở bên thành phố. Ở đây chỉ là một cái trang trại nhỏ để cho người dân ở đây người ta trồng trọt và chăn nuôi ở đây thôi. Đấy, thì đây cũng là một cái trải nghiệm của mình về cuộc sống người biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Thì người dân ở đây thì cũng như Việt Nam mình thôi, cũng chăn nuôi, cũng trồng trọt và cũng làm những việc như Việt Nam mình thôi mọi người ạ. Thì người dân ở đâu cũng như nhau thôi. Ngày xưa chúng mình thì cũng từ ngày xưa người Dao ở bên mình thì cũng từ bên Trung Quốc mà sang ấy, nguồn gốc người Dao, Dao tuyển mình cũng sang bên Trung Quốc, cũng từ bên Trung Quốc sang, và nhà mình cũng có anh em họ hàng ở bên đấy. Đấy, thì những lúc Trung Quốc rào ra này thì bây giờ muốn sang bên Trung Quốc thăm người thân thì phải có sổ. Đấy, sổ thì mới sang được. Chú ơi, cho cháu hỏi đường về Hà Khẩu ở đâu?
河口的路在哪里？chú có thể nói chuyện với cái máy này. Dùng lối này đi. Lối này à? Từ đây đi còn xa không ạ? Chú cho cháu hỏi chú đang đi đâu ạ? Ta vẫn là vì là rằng ta đang phụ kiện khang. Chú chú á ý, rằng tôi hỏi bạn đi đâu. Ồ, tôi là cái đi đâu. Cơ 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 có thể làm việc. À, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ngài chín nhiên tuổi đã là? Ồ, ngài lưu sứ. Tuổi 60. À, lưu sứ. Ở đây là vùng nông thôn biên giới sao? Trở lý sứ biên cảnh nông thôn mà. À, biên cảnh nông thôn. À, nông thôn. Bên kia. Cho cháu hỏi ở đây người dân làm công việc gì? Chính vấn trở lý là rần sử dụng sở mơ công tổ đà? À, cô sản giáo đi. Quả chuối rồi. À, trồng chuối. À, trồng chuối. Trồng chuối sao? Trồng xiang jiao mà. Bù, xiang jiao bù trồng, trồng sú. À. Trồng sú à, trái sú à. Đều bị cảm nắng à. À, trồng quả này. Trồng quả su su. À, với cây. Nhà chú cách đây xa không? Nhà gia lý trở lý yển mà. À, ngô gia tử lý bù yên à. Không xa, ở gần đây. Vâng. Của sang Trung Quốc chơi. Trung Quốc quán. Ờ, bye bye. Ờ, bye bye. Bye bye. Vâng. Vâng. Ok. Rất xìa. À đi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha mọi người. Mọi người ạ, thì nông thôn, người dân Trung Quốc sát biên giới thì cũng rất thân thiện thôi mọi người. Người dân ở đây thì cũng như người dân mình Việt Nam mình thôi. Nhìn hai nước cũng rất là thân thiện với nhau thôi. Mình không biết là mọi người ở Việt Nam người có kỹ tị với người Trung Quốc không, nhưng mà mình thấy người dân Trung Quốc cũng giống như người dân Việt Nam mình hết mọi người. Đây là một cái nông thôn ở bên phía Trung Quốc này mọi người. Đấy. Cái vùng nông thôn này mọi người. Thì mình thấy giờ này thì là giờ trưa ấy, thì cũng không thấy người dân ở đây mấy mọi người ạ. Thì ở đây thì những ngôi nhà ở bên Trung Quốc này thì cũng xây dựng cũng khá là lâu rồi. Ở đây cũng được xây dựng bằng những viên gạch như Việt Nam, viên gạch đỏ ấy, cũng lâu rồi. Như cái nhà này thì cái mái ngói của nó này, đây. Đấy, như cái nhà này thì cũng có mái ngói này. Đấy, ở đây thì ở bên Trung Quốc thì cũng có nhiều người sinh sống, nhưng mà hôm nay thì mưa không ai ở đây. Như ô tô này cũng được bỏ khá là lâu ấy mọi người. Mọi người ạ, thì bây giờ mình đến đây thì mình cũng lạc đường, mình không biết đường đi ở đây, một nông thôn ở bên phía Trung Quốc à. À, chào cô, ni hao. Cho cháu hỏi một chút được không? Cho cháu hỏi một chút được không? Cho cháu hỏi đường đi Hà Khẩu ở đâu? 让我问一下去河口的路在哪里？河口啊，河口的路啊，王子的也可以转，王子的也可以转。 đi hai đường đều được sao? 走两条路可以吗？可以。这边也可以，等下你跟起我们走，转。tôi là người Việt Nam, tôi đến đây du lịch, tôi bị Đà Lạt. 我是越南人，我来这里旅游，我是大郎。啊。我是越南人，我来这里旅游。 我是大郎，我领你走，你跟我走，跟我走，啊，đi theo，啊，dạ vâng. Đây mọi người, đấy, cô chú đã cũng đang chuẩn bị đi đâu ấy thì cũng bảo mình đi theo. Đấy, thì mình nghĩ người dân ở bên Trung Quốc nông thôn giáp biên giới Việt Nam và Trung Quốc, đấy, thì cũng như người Việt Nam mình thôi, hai người dân cũng như nhau luôn, cũng rất thân thiện và cũng rất là đáng thương. Có những nhiều anh Trung Quốc ở đây thì vẫn lấy được được. Ni hao, hao. À, đây. Cô đang đi đâu ạ? Cô đang đi đâu? Cho tôi hỏi ở đây có người Việt Nam không? À, bên kia có người ở Việt Nam không? Bên kia có người ở đó, từ nơi này đi qua thì có một người đàn ông Việt Nam. Ừ. À. Vậy cô đi cho gà ăn sao? Cho tôi xem được không? Hả? Ok. Đây thì có một cô cho mình đi xem cho gà ăn. Tôi là người Việt Nam, tôi đến đây du lịch. À. À, ở đây gà Trung Quốc to cực luôn. Ôi. Cú.
Cô nuôi mới 3 con thôi sao? Nhi chỉ nhận là 3 cái hài tử mà. Đúng. À, đúng. Đúng. Như vậy là xong rồi. Chưa được chưa hoàn toàn. À, thế rồi. Cho cháu hỏi ở đây làm những công việc gì? 我能问一下，在这里做什么工作吗？没做什么事。Không làm gì cả. À, vậy à, xin chào. Cô có hay đi Việt Nam chơi không? 你经常去越南玩吗？没有啊。没有。谢谢啊，我找地。Mọi người ạ, thì ở đây thì mình cũng không có thấy có đường lên đấy mọi người. À, ở đây không thấy có đường lên, nhưng mà mình thấy có ô tô ở bên Trung Quốc này. Đấy, người ta không sử dụng hay sao ấy mọi người. Đây mọi người, đấy, ô tô này người ta không sử dụng hay sao ấy. Cỏ kia thì rơi hết, bẩn hết thế này. Đây, à, đây bánh xe thì bẩn hết này, không sử dụng nữa hay sao ấy mọi người. Đây, mọi người có thể nhìn thấy những chiếc lá cây rụng. Hết bẩn hết ô tô như này mọi người. Xe này thì nhìn cũng đang đẹp nha, nhưng mà không được sử dụng sao. À, đặc biệt đây là lốp nó thủng rồi. Lốp nó thủng như bỏ ở đây cũng khá là lâu ấy mọi người. À, ở đây thì như một cái căn một vùng không được không có người ở. Chú ơi. À, đi đây. À vâng. À, ở đây thì là một cái vùng nông thôn giáp biên giới. Bên kia là biên giới rồi mọi người ạ. Bên kia là biên giới đấy mọi người. Ở đây thì không biết có ai ở nhà không. Ở đây thì người dân ở đây thì cũng như Việt Nam mình thôi mọi người. À, xin chào. Chị có biết nói tiếng Việt Nam không? À, chào cô. Cho cháu hỏi đường đi về Hà Khẩu ở đâu ạ? Cho cháu hỏi đường đi Hà Khẩu ở đâu ạ? Ni hao. Anh cho em hỏi đường đi Hà Khẩu. Hà Khẩu à? Đi Hà Khẩu á? Vâng. Anh biết nói tiếng Việt Nam. Anh người Việt Nam à? Anh người Việt Nam ạ. À? Anh sang đây làm à? Ừ. À, đây thì mình gặp một anh ở cùng quê mình luôn. Anh sinh năm bao nhiêu? 88. Anh sang đây lấy vợ à? Không. Cả vợ ra đây à? À thế em vừa hỏi chị không biết tiếng chị không nói. Không. À. Mà em là Việt Nam mình kia người Mông. Anh dân tộc gì ạ? Phù Lá. À. Ở đây là trọ ở đây à? Thuê trọ đây. À thì mình gặp một anh ở Việt Nam mình cùng quê mình luôn sang bên này đi làm cây cao su ở bên này, chủ yếu là người ta làm cây cao su ở đây. Vâng. Mà anh ra đây ở này có phải thuê, có phải làm giấy gì không? Có. Thuê có. Nhà này anh thuê bao tiền một tháng? 260. 260 đồng một tháng thôi. Ồ thế cũng rẻ nhỉ. Số 700. Anh sang bên làm lâu chưa? Mới sang à? À. Thì ở, cho em hỏi ở khu này em thấy nhiều nhà bỏ hoang ấy, có đến không có người dân ở mấy à anh? Có à? Nhưng mà ở bên này có mấy nhà không có người dân ở sao? Có đi làm. À, người ta đi làm. Ở đây toàn đi làm xa đúng không? Dạ, là người trẻ ra đi làm xa đâu. Dạ. Ở đây thì bây giờ đường đi Hà Khẩu là đi đường này đúng được đúng không? Hai anh chị là ở Tà La Khâu, vợ chồng lên đây làm luôn. À, vâng, thì em cảm ơn anh nhá. Bây giờ anh chuẩn bị đi làm à? Hôm nay mưa. Ở đây làm theo tháng đúng không anh? Ở đây một tháng làm khoảng bao nhiêu tiền? Anh mới sang rồi. Thì khoảng sang này lương cao hơn Việt Nam à? Có cao hơn không? Anh chưa sang đêm được một tháng luôn. Vâng, em cảm ơn nhá, em chào anh. À, thì ở đây là có một anh người Việt Nam, vợ chồng Việt Nam sang đây để làm sinh sống ở cái vùng nông thôn này ấy, mọi người. Đây là cái nhà đất của người Trung Quốc này. Không phải nhà đất mà là nhà âm dương, cái ngói này. Mọi người có thể nhìn thấy. Đây, cái ngói này. Đấy, cái ngói thì cũng bằng cái ngói âm dương ấy mọi người. Nhìn cái gạch thì cũng gạch đỏ cũng lâu rồi mọi người. À đây. Thì ở đây là một cái như cái phòng trọ ấy mọi người, không ai ở rồi. Bây giờ trở thành nuôi gà hết rồi. Đây có một cái giường này mọi người. À, đây có cái giường đấy mọi người thấy không? À, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi di chuyển đi phía trên kia nhé. Đây là một chị này. À, đây là anh chị người Việt Nam. À chị, anh chị sang bên này làm lâu chưa ạ? Vừa sang ạ?
sang được gần một tháng chưa? Chưa. Thì chị em hỏi là chị có biết nói tiếng Trung không? Không biết mà vẫn sang này làm được. Trong chỉ biết nói tiếng Phù Lá. Vâng. Ở đây là cũng ở đây là người đồng bào gì? Phù Lá. Nhưng mà sao chị giao tiếp được với người ở đây? Thì nó nói tiếng của mình, nói tiếng Phù Lá. À, nói tiếng Phù Lá. Cái phòng này chị thuê ở đây lộ phòng này to? Không to đâu. À, chỉ có giường với đồ nấu cơm thôi đúng không? À, chị làm ở trên cái đồi này à? Vâng. À, ở đây là có nhiều người Việt Nam mình sang đây làm không? Ừ, năm nay sang nhiều lắm. Năm nay sang nhiều lắm à? Vâng. À, đa số cửa khẩu mở thì người dân sang bên này làm việc cũng rất là nhiều ấy. À, vâng thì em cảm ơn nhé. Vâng. À, thì bây giờ mình sẽ thử lên trên kia xem bên kia xem người dân ở đấy là người dân tộc gì nhá mọi người. Thì mọi người xem ở đây này. Đấy, đây là những cái củi mà người Trung Quốc xếp rất là ngay nắp luôn. À, ni hao. Cháu chào chú ạ. Chú cho cháu hỏi ở đây là người dân tộc gì ạ? Chú vừa sáng hả? Ngày 3 tháng 9. À, không không. Mình ấn nhầm, ấy mọi người. Ở đây thì ở đây là nhà cũng là người dân luôn đấy mọi người. Đây, cũng ít rất ít người sinh sống ở đây luôn. Thì, clip mình cũng khá là dài rồi thì hẹn mọi người ở clip tiếp theo nhá. Mong mọi người ủng hộ mình, đồng hành cùng mình trong những thời gian sắp tới nhá. Bye bye mọi người.